dậy sớm à, thì mình để mình ship một chú chó Rottweiler về miền Tây, là do xe đi sớm nên mình dậy sớm mà sẵn là mình quay một cái clip về quá trình mình ship một chú chó Rottweiler đi xa. Thì đây là cái lồng, đây là cái lồng mình ship chó Rottweiler, đây là cái lồng ha, dùng này cái lồng tự chế thôi. Đây là đủ bỏ một con Rottweiler. Rồi thì chuồng chó thì nó ở bên kia, mình sẽ quay cái chuồng chó cho các bạn ha. Đó, hiện tại là mình để hai chú chó Rottweiler đó. Rồi ok, mình sẽ bắt chó Rottweiler qua ha. Mình đợi một xíu. Ok, đây là một chú chó Rottweiler. Chú chó cái nha các bạn. Đây, chú chó cái. Hiện tại là đang trong quá trình thay đổi. Đây là thành quả ha, mình đã làm xong. Bây giờ mình chỉ bỏ lên xe là mình đi thôi. Thôi, ok, mình sẽ xin chào các bạn nha. Mình vừa giao chiếc xe này nha các bạn.